Hello các bạn, bạn Bi ơi, bạn Bi đang vẽ gì đấy? Cameraman. Cameraman. Ôi, có đó gì vậy? Thêm một cái cảnh. Thêm một cái cảnh nữa hả? Đây các bạn, nhìn nè. Hai mắt đâu rồi? Tôi là hành tư la da. Đây, bức hình của bạn Bi vẽ này. Tiếp tục. Bi vẽ thêm cánh nhọn. Skibi Toilet Cameraman phải không? Cameraman cấp 2. Cameraman cấp 2 hả? Cái này là gì? Cái gai hả? Đây là gai nơi chân này các bạn. Đây là thanh kiếm này. Bên này khẩu súng hai nòng này. Đó. Trên đầu này có cái tia thu hút. Thu hút này. Cái cục này, cục thu lôi á. Đây. À, đây là trái tim này phát sáng này. Cái cục này cục gì? Thiên niên tử. Ừ. Đây. Nhưng mà con phải tô màu lên cái cục này đó. Đúng rồi. Tô màu lên mới đẹp. Tô nét đậm, nét thanh lên. Đấy. Cái gai hả? Cũng đẹp rồi ha. Rồi tô màu lên. Bút màu, hộp bút màu của con á. Cho lòng á.